Đợt mưa lũ vừa qua đã làm cho hệ thống giao thông ở huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk bị thiệt hại nặng nề. Thiệt hại nghiêm trọng nhất là cầu Chư Păm trên tỉnh lộ 9 nối huyện Krông Bông với quốc lộ 26 bị lún sâu hơn 1,7 mét ở nhịp 2 và 3, tạo thành hình chữ V gây ách tắc giao thông gần một tháng nay. Ngay sau khi sự cố cầu Chư Păm bị sụt lún nhịp giữa, Sở Giao thông Vận tải Đắk Lắk và Ủy ban nhân dân huyện Krông Bông đã chỉ đạo cho các ngành chức năng cắm biển cấm người và phương tiện qua lại nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân và các loại phương tiện. Tuy nhiên, đây là con đường duy nhất để người dân 4 xã phía Bắc huyện Krông Bông là Hòa Tân, Chư Cờ Ti, Hòa Thành, Giang Cang và người dân 10 xã thị trấn còn lại của huyện đi lại mỗi ngày. Chưa kể nhu cầu giao thương trao đổi hàng hóa của người dân trong huyện trên con đường huyết mạch này, nên đã thường xuyên xảy ra tình trạng ách tắc giao thông khi chỉ có người và xe máy mới có thể qua phà để qua lại hai bên bờ sông Krông Anna. Để giải quyết nhu cầu đi lại cho người dân hai bên bờ sông Krông Anna, Sở Giao thông Vận tải Đắk Lắk và Ủy ban nhân dân huyện Krông Bông đã bố trí phương tiện đường thủy để phục vụ nhu cầu đi lại, giải tỏa ách tắc giao thông. Tuy nhiên, do phà nhỏ nên việc lên xuống phà của người và các loại phương tiện rất chậm, mất thời gian, trong khi hàng ngày nhu cầu qua lại của người dân hai bên bờ sông là rất lớn. Vì vậy, giải pháp này chưa thể đáp ứng nhu cầu đi lại trong thời gian chờ sửa chữa, khắc phục xong sự cố. Coi như cái cầu làm sập mùng 5 tháng 10, thấy ảnh hưởng tình trạng của dân đi qua là rất khó khăn. Từ khi cầu Chư Păm trên tỉnh lộ 9, tuyến giao thông huyết mạch nối huyện Krông Bông với quốc lộ 26 xảy ra sự cố, đã ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống của nhân dân trên địa bàn huyện. Vì đây là tuyến giao thông quan trọng, không chỉ là tuyến đường chính trong việc đi lại, vận chuyển, trao đổi hàng hóa, nông sản ra ngoài địa bàn huyện, nhất là đang vào mùa thu hoạch sắn. Việc vận chuyển sắn từ các xã, thị trấn của huyện Krông Bông ra nhà máy chế biến tinh bột sắn đặt tại xã Giang Cang bị ách tắc, ảnh hưởng đến nhu cầu thu mua sắn củ tươi để giải quyết nguồn nguyên liệu cho nông dân, cũng như nhu cầu sản xuất, chế biến tinh bột của nhà máy. Cái cầu này mà không có, hư hỏng thời gian dài thì ảnh hưởng rất lớn đến vùng nguyên liệu của nhà máy. Với cái diện tích của nhà máy mà đầu tư ở phía trong thu hoạch hàng năm là vào khoảng cỡ là 6-70% sản lượng của vùng nguyên liệu của nhà máy tại khu vực các xã Hòa Phong, Cư Bui và Lễ, Cư Lâm ở cánh dưới đó. Đây còn là con đường duy nhất để người dân, nhất là học sinh của các xã Chư Cờ Ti, Hòa Tân, Hòa Sơn, Hòa Thành, Giang Cang đi đến trường trung học phổ thông Krông Bông hoặc đến trung tâm huyện để giải quyết công việc mỗi ngày, nên cần bố trí thêm phà nữa mới có thể giải quyết nhu cầu đi lại cho người dân các địa phương trong huyện. Lại dành nhiều tâm tư cho những cô cậu học trò của mình đến thế. Căn bếp này, một tay thầy gây dựng, một mình thầy rất nhiều. Ban đầu chỉ là những tô mì tôm cho các em xa nhà, khó khăn ở lại trường buổi trưa.